Rồi, trước mặt chúng ta là hai con bò đực nè. Đó. Con bông đầu tiên. Con này thì F2 của chú anh chị. Bông này F2 ha, được BB rất là lực nè, đít nè. Nó thúng luôn rồi ha. Đó. Chiều cao giữa lưng nam đo là 1m04, 1m05. Còn không sao là con bò này là 1m1 hay 1m9 ta loại ha. 1m1, 1m09 ta loại. Đó. Đây, dài đòn ha, xương to. Cái chú anh chị. Này hai này thì mới khớp lại vô thì vô khớp này nó hơi ngọt vậy ha. Đó, cái gì? Sao có cục sắt sắt vô. Cột dưới á. Đó, đường tháng 3 hai bọn này là nó đều tiếng lắm chú anh chị. Mình mua mình vỗ béo rất tốt miệng nè. Đó, miệng bự ha. Mặt cục mình dự nè, ăn uống là khổ phải chê luôn. Xong lưng dai, lông da bị mỏng dớn ha. À, đó. Đây. Đồng thanh đồng thủ luôn, lưng nở. Lưng đau dai nở ha, đít phù luôn. Đó. Cô chú chị mình mua gì mình nhổ béo. Cái này là ok. Ha. Tên. Còn cái tiếp. Cái tiếp này hả? Ba bê ha, ba bê bông. Đó, xương sóc nè. Con này thì chiều cao đó không sao là 1m14, 1m15 bò. Giữa lưng là 1m09 lẻ 1m09 1m1 ha. Con này thì F1 hay cao hơn kia. Con này thì tầm 6 tháng đó. Con kia là 5 tháng mấy 6 tháng ha các chú anh chị. Hai con xương sóc nè, xương to, xương tàn lớn chú anh chị. Hai bò thì cô chú anh chị mình nuôi dỗ béo sau này đó, có thịt dữ. Hai con lông da mỏng dớn ha. Đây. Mặt con này thì nó mới bị trầy ngoài da, không có gì hết, bị trầy sơ sơ ngoài da ha, không có. Hai con rồi, cũng được hai con. Rồi hai ngày chủ nhà bán giá là 3-4 triệu. Cô chú chị nào thấy ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. 3-4 triệu giá là tại chuồng. Xương to nè, cầm này đứng thẳng băng, bốn chân trụ đứng thẳng băng. Đó. Bán bò này mua đứng chuồng nhổ béo rồi lâu tốt mà. Đó, nhắc lại cặp này anh chú nhà anh bán giá là 3-4 triệu hả chú anh chị. Giá tại chuồng. Cô chú anh chị nào có ưng ý được mua liên hệ cho anh em. Hai con đòn và hòn luôn. Rồi nhắc lại con bông trắng bên đây thì mét mốt sao không sao ha. Đó rồi, còn con bông đỏ bên đây thì mét 15 đó rồi ha. Hai con nè, lưng thẳng băng luôn, không có quạt nha chú anh chị. Đó. Hai này cái miệng này, đầu bảo mặt bực nha, miệng bự nè, nó gọi là dữ dằn luôn. Chân cẳng này bảo hành cô chú anh chị mình tặc lỗi nha, không có bú xe xuống lún luôn gì hết. Đó. Hai đực, vỏ béo nó cực kỳ. Ui. Được nó ú cực kỳ luôn chú anh chị. Xương sóc à. Đó giờ hình ảnh gửi cho chú chị mình đầy đủ hết rồi.
đó, em thấy em lấy được giá 3-4 triệu hai con này thì liên hệ cho em ha. Đó. Hai con đứt thắt khước ha. Ui. Con đây mặt hay tày là do tôn ha, vô với chị quà cơ ngoài da không đến đổi của chúng chị ha. Gầy đòn ha, hai con gầy đòn cũng toàn lớn. Hồi nãy năm nay em lên mùa đực ha, đực kem. Con này tầm 7 tháng bò của chúng chị. Đó. Cao ráo lỏng lãnh là xương sóc. Chân cẳng này quan sát không có bú ốc xe xuống đúng ruột gì hết nha. Đực kem. Con này thì đực kem F2 ha. Nó đây lông thì nó đang rụng mấy bông máu bớt nè. Đó. Con này thì chiều cao đó không sao là 1m21 bò. Bán giá bò đực mà bán như giá B luôn cho chúng chị. Kỳ luôn. Chà bá luôn nè. Đít nè. Không? Không sao thì em đo là 1m21. Giữa lưng phải 1m15. 15 ha chú anh chị. Nít nè. Chân cẳng này em bảo hành cô chú anh chị mình không có bị bú ấp xe xuống lún được hết. Xương sóc thì cô chú anh chị mua này gỗ béo nữa rất ngon nè. Tàn khung xương mà có nè. Đó. Ha. Thiện bò này anh chủ nhà anh báo giá em nói anh rồi ha. Giá là 13 triệu thì cô chú anh chị nào ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. 13 triệu giá tại chuồng. Đây. Bò thác thăng bò luôn. Chà bá luôn chú chị, bán nho giá thịt nó bê chú chị. Đó. Bò thiệt bự bán 13 triệu con này nè. Cô chú chị mình mua về nhỏ béo là không có chê chỗ nào. 13 triệu. Chân cùm đứng thẳng ha, xương sóc mà khỏi phải nói tới luôn, nhằn dạo đúng ếm luôn, bài bản luôn đó. Khung mấy mồi đập chỗ béo thì gọi là lưng dai nở như vậy nè, có khung tàn dìm vỏ mau ha. Đó. Giờ hình ảnh cũng gửi cho cô chú chị mình xem đầy đủ hết, mong chú chị mình thấy cái giá ưng ý mua liên hệ cho em. Đây. Giá tiền nhắc lại con này giá 13 triệu. Bò 7 tháng bò lỡ bò trơn. Con này nếu mà bán 13 triệu như vậy thì bê màng cũng là cũng vừa đủ luôn chú chị. Con này tầm 2 mấy ký bê nè. Đó. Thiếu đủ tầm 3. Ha. Em bán mấy ngàn nó bê cho cô chú anh chị mình mua về mình xanh sổ cũng được ha, mình nuôi vỗ béo cũng ngon ha. 13 triệu. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi cho cô chú chị hết ha. Bỏ nằm ở trại huyện Ba Tri.
Lắc bò rất là dễ luôn nè, ngồi là chỗ nào cũng được, nó vàng vậy. Con này nết ăn thôi khỏi phải nói tới luôn, ngon luôn ha. Rồi đứt nè.